Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính có trong chương trình sáng nay: tăng cường liên kết, đặt hàng đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp. Thanh Hóa hoàn thành vượt chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao. Mở đầu chương trình là những thông tin kinh tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo kết quả hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam năm 2023, tổng nguồn vốn hoạt động của tổ chức này tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2022. Hiện tại, vốn điều lệ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là gần 5.300 tỷ đồng. Theo lộ trình đến năm 2025, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ được tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng. Năm 2030 sẽ tăng lên 15.000 tỷ đồng. Nguồn vốn tăng được lấy từ vốn tự tích lũy và các nguồn vốn hợp pháp khác nhằm đảm bảo năng lực tài chính của tổ chức này. Bảo hiểm tiền gửi cũng được bổ sung hình thức vay từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong trường hợp nguồn vốn của tổ chức bảo hiểm tiền gửi không đủ để trả tiền bảo hiểm. Ngoài ra, chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi cũng đưa ra kế hoạch xây dựng đề án tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ trong trường hợp nguồn vốn của tổ chức bảo hiểm tiền gửi tạm thời không đủ để trả tiền bảo hiểm. Có hiệu lực thi hành từ ngày 11 tháng 2 năm 2024 tới đây, Thông tư 19 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ thực hiện các quy định mới về giám sát tiêu hủy tiền. Thông tư nêu rõ mục đích giám sát tiêu hủy tiền nhằm đảm bảo công tác tiêu hủy tiền được thực hiện theo quy định của pháp luật và Ngân hàng Nhà nước, đảm bảo an toàn tài sản và bí mật nhà nước trong công tác tiêu hủy tiền, đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong công tác tiêu hủy tiền. Việc thực hiện tiêu hủy tiền cũng được thực hiện trên 3 nguyên tắc. Việc giám sát tiêu hủy tiền được thực hiện tại các địa điểm, cơ sở tiêu hủy của Ngân hàng Nhà nước hoặc do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định. Việc giám sát tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông được thực hiện ở các khâu kiểm đếm, chọn mẫu trước khi tổ chức tiêu hủy, kiểm đếm tiền tiêu hủy và cắt hủy hoặc nấu hủy thành phế liệu. Việc giám sát tiêu hủy tiền in, đúc hỏng được thực hiện ở các khâu giao nhận tiền in, đúc hỏng giữa cơ sở in, đúc tiền với hội đồng tiêu hủy tại thời điểm giao nhận, kiểm đếm tiền in, đúc hỏng và cắt hủy, dập hủy định dạng hoặc nung chảy hoàn toàn tiền in, đúc hỏng thành phế liệu. Bộ Công Thương dự báo tổng nguồn cung xăng dầu tối thiểu năm 2024 là gần 28,42 triệu mét khối xăng dầu các loại, tăng 2 triệu mét khối trên một tấn so với năm 2022. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước dự báo sẽ còn tăng, thậm chí là tăng đột biến. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, Bộ Công Thương cho rằng kịch bản điều hành không phải là hàng năm mà phải từng tháng và hàng quý. Kế hoạch này cũng điều chỉnh một cách linh hoạt, lấy kết quả của tháng này làm cơ sở để xem xét kế hoạch điều chỉnh cho những tháng tiếp theo. Ngoài ra, để khắc phục những khó khăn trước mắt, Bộ Công Thương đề nghị các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối, cửa hàng bán lẻ xăng dầu cần quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật hiện hành. Đặc biệt, quy định về việc áp dụng phần mềm quản lý để đảm bảo khách quan minh bạch, xuất hóa đơn điện tử trong kinh doanh xăng dầu. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng đề nghị các bộ ngành địa phương chủ động nắm tình hình kịp thời, đề xuất các nhiệm vụ giải pháp, kể cả những cơ chế đặc thù để đảm bảo không bị đứt gãy nguồn cung xăng dầu. Tổng cục Thuế cho biết, đến nay đã có trên 4.100 cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên cả nước đã thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, tăng 1.400 cửa hàng so với thời điểm ngày 1 tháng 12 năm 2023. Cơ quan thuế địa phương cùng các ban ngành đang yêu cầu các đơn vị kinh doanh bán lẻ xăng dầu khẩn trương phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng. Tổng cục Thuế cho biết đến nay đã có trên 4.100 cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên cả nước đã thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, tăng 1.400 cửa hàng so với thời điểm ngày 1 tháng 12 năm 2023. Theo Tổng cục Thuế, bên cạnh các doanh nghiệp đã thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, thì các doanh nghiệp khác cũng đang khẩn trương, tích cực đẩy nhanh tiến độ triển khai các giải pháp để thực hiện việc phát hành hóa đơn điện tử đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Nhiều địa phương có tỷ lệ doanh nghiệp đã triển khai đạt cao như Bắc Ninh đạt 97%, Thanh Hóa đạt 95%, Yên Bái đạt 70%, Quảng Nam đạt 57%. Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thuế triển khai quyết liệt về hóa đơn điện tử đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo đúng quy định của Chính phủ về hóa đơn chứng từ. Cùng với đó, phối hợp với các địa phương thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để thực hiện kiểm tra các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn về tình hình chấp hành quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ, xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện. Nhờ tăng cường công tác kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm, nên trong năm 2023, tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản được giám sát đạt yêu cầu về chất lượng và an toàn thực phẩm lên đến 97,6%. Theo Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, công tác kiểm soát an toàn thực phẩm đã chuyển từ thanh kiểm tra theo kế hoạch sang thanh kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, tăng cường kiểm soát chất lượng vật tư nông nghiệp. Kết quả trong năm 2023, tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản được giám sát đạt yêu cầu 97,6%. Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh được chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đạt 99,2%.
Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản ký cam kết tuân thủ quy định an toàn thực phẩm đạt 82%. Trong năm 2024, Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản sẽ phối hợp với Bộ Công Thương đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đàm phán để tháo gỡ rào cản kỹ thuật, rào cản thương mại và mở cửa thị trường xuất khẩu chính ngạch thêm nhiều nông sản vào thị trường truyền thống. Các thị trường có tổng kim ngạch xuất khẩu lớn với phương châm là đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa thị trường, góp phần từng bước giảm xuất khẩu tiểu ngạch qua biên giới phía Bắc. Thưa quý vị và các bạn, do những năm gần đây bệnh thảm lá sắn phát triển mạnh, giá thu mua thấp nên hiệu quả trồng sắn không cao. Chính vì thế, diện tích sắn trên địa bàn tỉnh cũng giảm dần. Năm nay, thị trường ổn định nhưng các nhà máy chế biến tinh bột sắn vẫn không đủ nguyên liệu cho hoạt động sản xuất. Nhà máy chế biến tinh bột sắn Bá Thước có công suất chế biến 400 đến 600 tấn củ mỗi ngày. Đến thời điểm này, toàn bộ vùng nguyên liệu sắn của huyện Bá Thước với khoảng trên 1.000 hectare đã được nhà máy thu mua hết. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nhà máy mới chỉ đạt gần 50% kế hoạch sản xuất. Vì vậy, để đạt được mục tiêu đề ra, nhà máy đang triển khai thu mua tại một số tỉnh lân cận với số nguyên liệu thiếu hụt đáp ứng cho sản xuất khoảng 20.000 tấn. Từ nhà máy của chúng tôi thì chúng tôi tự chủ về vùng nguyên liệu được khoảng 20%. Và sau đó thì chúng tôi phải nhập thêm các cái vùng nguyên liệu ở những khu vực khác. Đấy, và thì nếu như bây giờ thêm các cái nhà máy mới nữa thì rõ ràng là cái cuộc cạnh tranh về vùng nguyên liệu nó rất là căng thẳng và dẫn đến cái việc là thiếu trầm trọng về nguyên liệu, gây ảnh hưởng đến cái hoạt động của cái nhà máy đó và cũng gây cái sự cạnh tranh rất lớn. Và khi mà cạnh tranh rất lớn mà cái giá nguyên liệu nó cao, các nhà máy hoạt động không hiệu quả thì cuối cùng là sẽ có nhiều nhà máy nếu như không có một hệ thống sản xuất tốt, quản trị tốt thì phải đóng cửa. Niên vụ sắn năm nay, huyện Như Xuân giảm trên 1.000 hectare so với niên vụ sắn 2020-2021. Vì thế, đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất của nhà máy tinh bột sắn xuất khẩu Như Xuân trong vụ sắn này. Do không đủ nguyên liệu sản xuất nên nhà máy chỉ hoạt động đạt 70% công suất chế biến. Đến thời điểm này, nhà máy mới chế biến được trên 15.000 tấn sắn củ, với kế hoạch đề ra là 50 đến 60.000 tấn. Hiện tại thì chúng tôi mới đi vào sản xuất được gần 2 tháng. Thì theo dự kiến thì đang thời gian sản xuất của chúng tôi đang còn 3 đến 4 tháng nữa. Với cái sản lượng, với cái lượng sắn mà trên địa bàn, trên vùng nguyên liệu thì chỉ đủ cho chúng tôi sản xuất được 6 đến hơn 60% cái công suất của nhà máy thôi. Niên vụ sắn 2023-2024, tỉnh Thanh Hóa trồng được trên 10.700 hectare sắn, giảm khoảng 2.000 hectare so với niên vụ trước, bình quân đạt khoảng 18 đến 20 tấn mỗi hectare. Như vậy, mỗi năm sản lượng sắn đạt được khoảng 180.000 đến 200.000 tấn. Nếu so sánh công suất của 5 nhà máy thì nhu cầu sản lượng cần khoảng trên 400.000 tấn một năm. Vì vậy, trong vụ sắn năm nay, vùng nguyên liệu sắn trên địa bàn tỉnh mới đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu chế biến của các nhà máy. Theo đại diện của các nhà máy cho biết, vụ sắn năm nay, vùng nguyên liệu sắn của Thanh Hóa thiếu hụt khoảng 30% sản lượng do diện tích sắn giảm, bệnh khảm lá sắn và yếu tố thời tiết đã ảnh hưởng đến năng suất. Để đảm bảo sản xuất, hiện các nhà máy đang tập trung thu mua tại địa bàn các tỉnh lân cận. Đơn vị chúng tôi hiện nay là đang thiếu là trầm trọng cái vấn đề về nguyên liệu đầu vào. Đấy. Và thiếu nguyên liệu thì nó cũng nhiều nguyên nhân. Đấy, nguyên nhân cũng có thể là do cái vấn đề về năng suất là bị cũng như diện tích là cũng có giảm. Rồi là nguyên nhân nữa là chúng ta là cấp phép ồ ạt cho một số các cái nhà máy được các cái sở sản xuất nên là cũng làm ảnh hưởng đến cái vấn đề về cái nguyên liệu cho các nhà máy hoạt động. Năm nay với giá thu mua tăng cao, bệnh khảm lá sắn cũng đang từng bước được khống chế, hiệu quả trồng sắn sẽ được nâng lên. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để người dân các địa phương duy trì ổn định và tăng diện tích trồng sắn. Về lâu dài, các nhà máy cần phải đẩy mạnh liên kết tạo vùng sản xuất bền vững nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo đầu ra ổn định để người trồng sắn yên tâm gắn bó. Thực hiện kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023-2025, các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh đang đẩy mạnh liên kết đặt hàng đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Sau khi tốt nghiệp lớp vận hành thiết bị cơ khí sản xuất phân bón, anh Nguyễn Văn Công và các đồng nghiệp tại Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông đã sử dụng thành thạo các loại máy móc, thiết bị của công ty, đảm bảo an toàn, đúng kỹ thuật, biết sửa chữa, bảo dưỡng một số hư hỏng thường gặp và quan trọng hơn là hình thành tác phong làm việc khoa học, chuyên nghiệp. Đây là kết quả từ việc ký kết đặt hàng đào tạo giữa doanh nghiệp với cơ sở đào tạo.
Qua cái lớp học này thì đối với chúng tôi là những người trực tiếp sản xuất ra những hạt phân thì chúng tôi đã được trang bị thêm những cái kiến thức về an toàn lao động cũng như những cái kiến thức vận hành các cái máy hiện đại mà công ty đã nhập về. Từ đó chúng tôi sẽ sản xuất ra những cái sản phẩm tốt nhất đưa ra thị trường. Doanh nghiệp muốn tồn tại trước hết là sản phẩm nó phải đạt được cái yêu cầu về mặt chất lượng. Và muốn sản phẩm có được chất lượng cao thì người lao động bắt buộc phải có cái tay nghề. Chính vì vậy mà ý thức được cái việc đó thì đối với doanh nghiệp Tiến Đông chúng tôi thì năm nào chúng tôi cũng tổ chức các cái lớp đào tạo, huấn luyện nâng cao tay nghề, kỹ năng làm việc cho người lao động. Giai đoạn 2021-2023, tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ cho trên 10.000 dự án vay vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho trên 20.000 lao động, trong đó lao động nông thôn chiếm trên 80%. Hiện các cơ sở đào tạo nghề nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đang đẩy mạnh liên kết đào tạo theo đơn đặt hàng, tạo điều kiện thuận lợi để người học tham gia các chương trình đào tạo phù hợp với trình độ học vấn, điều kiện kinh tế xã hội của địa phương. Tỷ lệ lao động nông nghiệp có việc làm sau đào tạo đạt trên 90%. Việc triển khai cơ chế liên kết đặt hàng giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng nhân lực ngành nông nghiệp gắn với lợi thế địa phương. Hiện nay nhà trường đang đào tạo các cái ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp như là khoa học cây trồng, chăn nuôi thú y, quản lý đất đai. Thì để nâng cao cái số lượng tuyển sinh và chất lượng đầu vào, nhà trường đã liên kết ký kết với các doanh nghiệp về lĩnh vực nông nghiệp. Thì trong đó nhà trường đang đào tạo nguồn nhân lực cho các cái khu bảo tồn, khu rừng quốc gia về lĩnh vực lâm nghiệp. Đối với lĩnh vực chăn nuôi thú y thì kết hợp với các cái doanh nghiệp về chăn nuôi trên địa bàn tỉnh và các cái khu vực Bắc Trung Bộ để đào tạo nguồn nhân lực cho họ. Hiện nay là trong lĩnh vực nông nghiệp thì cũng đang rất là cần những cái lực lượng có trình độ về cơ khí để vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các cái máy móc cơ khí để phục vụ cho cái cơ khí hóa nông nghiệp. Thì trường thì hiện nay đang liên kết với rất là nhiều các cái doanh nghiệp, trong đó có nghiên cứu khoa học, có xây dựng chương trình, rồi có đưa học sinh đi đến để trải nghiệm thực nghiệm qua cái quá trình sau khi đã học ở tại trường, và đặc biệt là hợp tác với doanh nghiệp trong cái lĩnh vực đào tạo thường xuyên để nâng cao cái năng suất lao động. Tỉnh Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2025 sẽ đào tạo nghề nông nghiệp cho gần 40.000 lượt lao động, góp phần đưa tỷ lệ lao động nông nghiệp qua đào tạo lên 55%. Trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt trên 30%, góp phần giải quyết việc làm, giảm nghèo, đáp ứng yêu cầu cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tăng thu nhập cho lao động nông nghiệp, nông thôn. Những tháng cuối năm 2023 và chuẩn bị đón Tết Giáp Thìn 2024 là thời điểm các đối tượng thường hay lợi dụng để khai thác, vận chuyển trái phép các loại lâm sản. Để quản lý, bảo vệ rừng đạt kết quả cao, lực lượng Kiểm lâm Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh chủ động triển khai nhiều giải pháp, trong đó công tác tuần tra, kiểm soát được đặt lên hàng đầu. Theo Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, từ trung tuần tháng 12 năm 2023 đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện xử lý 30 vụ vi phạm luật bảo vệ rừng và vận chuyển lâm sản trái phép. Các lực lượng chức năng đã khởi tố 2 vụ án hình sự, 1 vụ về tội hủy hoại rừng xảy ra tại xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân, 1 vụ khai thác gỗ trái phép luật xảy ra tại khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, Bá Thước. Thời điểm này, các đối tượng thường lợi dụng đêm tối để hoạt động, gây khó khăn cho lực lượng kiểm lâm. Do vậy, các đơn vị kiểm lâm đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý chặt về hộ khẩu, thực hiện thống kê, xác định đối tượng, cơ sở sản xuất, chế biến gỗ để kiểm soát ngay từ khi khai thác và nhập gỗ. Tiếp tục tham mưu có hiệu quả để nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp đối với Ủy ban Nhân dân các cấp. Thứ hai là đổi mới nâng cao cái công tác phối hợp với các ngành, các đơn vị, đặc biệt là trọng tâm là với Mặt trận Tổ quốc các cấp và các thành viên để tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Thứ ba là tăng cường cái công tác phối hợp đối với các ngành, các đơn vị, các cái tỉnh giáp ranh trong cái kiểm tra, tuần tra bảo vệ an ninh rừng tại gốc. Thanh Hóa có tổng diện tích hơn 647.000 ha rừng, trong đó rừng tự nhiên chiếm 392.000 ha. Để bảo vệ rừng và kịp thời ngăn chặn các vụ vi phạm, lực lượng kiểm lâm phối hợp với cán bộ bảo vệ rừng chuyên trách ở các ban quản lý rừng phòng hộ, bố trí trực 24/24 giờ ở các trạm gác, liên tục tuần tra canh gác. Tại những khu vực có bộ đội biên phòng đóng quân, cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng cũng phối hợp tham gia công tác bảo vệ rừng, tập trung tuyên truyền để người dân không vi phạm trong xâm canh, xâm cư và tích cực tố giác các hành vi vi phạm.
Ban cũng đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cơ quan kiểm lâm và các cái đơn vị liên quan trên địa bàn là tổ chức tuần tra, kiểm tra và kịp thời phát hiện các cái vụ vi phạm trên địa bàn để xử lý nghiêm theo với quy định. Ban đã phối hợp để làm tốt cái công tác tuyên truyền người dân đi lễ hội không đem lửa vào rừng rồi phòng chống cháy rừng. Vùng trọng điểm giáp danh giữa các tỉnh, các huyện và khu vực biên giới với nước bạn Lào là nơi dễ xảy ra các vụ vi phạm về khai thác và vận chuyển lâm sản trái phép. Vì vậy, việc tập trung giám sát, kiểm tra luôn được lực lượng kiểm lâm và các đơn vị địa phương chú trọng, đặc biệt là vào thời điểm cuối năm, nhằm mục tiêu giữ vững an ninh rừng trên địa bàn tỉnh. Mặc dù triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 với nhiều nội dung cao hơn, nhưng năm 2023, tỉnh Thanh Hóa đã có thêm 33 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 150% kế hoạch đề ra. Kết quả đó khẳng định sự nỗ lực, linh hoạt trong cách làm của các địa phương, tạo bước đệm vững chắc để xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Với mục tiêu có ít nhất 50% số xã đạt nông thôn mới nâng cao, hướng đến xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024. Thời gian qua, huyện Thọ Xuân đã lên kế hoạch giao chỉ tiêu thực hiện cho từng xã, đồng thời ban hành các cơ chế chính sách khuyến khích hỗ trợ như hỗ trợ xi măng mức từ 600 đến 1.000 tấn một xã, thưởng từ 350 triệu đồng một xã. Đến nay, huyện Thọ Xuân đã có 13 trên 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ban thường vụ ủy cũng như ban dân huyện là giao kế hoạch là sẽ về đích nông thôn mới nâng cao. Thì ngay sau khi tiếp thu cái kế hoạch được giao của ban của cấp huyện thì chúng tôi đã thành lập ban chỉ đạo, ban điều hành, rồi phân công nhiệm vụ cho từng tổ chức, từng cá nhân để triển khai thực hiện. Chúng tôi xác định rằng là cái xây dựng nông thôn mới nâng cao này là huy động cái sức dân, vì bản chất của nó là quay lại để phục vụ nhân dân. Với 19 tiêu chí nâng cao toàn diện, đặc biệt là các tiêu chí về hạ tầng cần nguồn lực khá lớn, nên cùng với sự hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh, các huyện đã lồng ghép các chương trình ban hành các chính sách hỗ trợ kích cầu cho các xã. Đồng thời, các xã cũng đã tranh thủ kêu gọi các nguồn lực xã hội hóa, sự vào cuộc của nhân dân để xây dựng kết cấu hạ tầng theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Sau khi đạt được cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, chúng tôi sẽ tập trung về nâng cao các cái tiêu chí, đặc biệt là cái vệ sinh môi trường, rồi là các cái thiết chế văn hóa, cũng như là các cái điều kiện phát triển kinh tế, tập trung cho các cái doanh nghiệp để cho họ phát triển. Địa phương đã tranh thủ cái nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách cấp trên, từ cái nguồn xã hội hóa trong nhân dân và đặc biệt là đầu tư ngân sách xã để tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng để phục vụ đời sống nhân dân. Sau khi được công nhận chuẩn nông thôn mới nâng cao thì về phía địa phương sẽ tiếp tục thực hiện duy trì các tiêu chí và bổ sung hoàn thiện những cái tiêu chí mà chưa được theo cái ý muốn của địa phương. Xây dựng nông thôn mới nâng cao đã và đang trở thành phong trào sôi nổi rộng khắp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ở các xã nông thôn mới nâng cao, hệ thống đường giao thông nông thôn được mở rộng từ 6m đến 7m, có hệ thống đèn chiếu sáng, trồng cây xanh xung quanh, hệ thống trường học, trạm y tế được đầu tư đồng bộ, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng một năm trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2%. Năm 2024, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu sẽ có thêm 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Để quảng bá, hỗ trợ nông dân tiêu thụ đào cảnh dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, huyện Triệu Sơn sẽ tổ chức hội chợ triển lãm hoa đào. Chính quyền địa phương đang cùng các hộ trồng đào tích cực chuẩn bị cho hội chợ. Gia đình ông Trần Sĩ Toàn, xã Hợp Lý dự định sẽ đưa khoảng 30 gốc đào phai, đào kép dự hội chợ đào Tết năm nay. Cũng như gia đình ông Toàn, các hộ trồng đào trên địa bàn huyện Triệu Sơn cũng đang tích cực chăm sóc vườn đào, sẵn sàng đưa những sản phẩm đặc sắc nhất đến hội chợ trong những ngày tới. Tôi rất chi là phấn khởi, thì là huyện Triệu Sơn cũng tổ chức một cái hội chợ đào, thì cũng chưa bao giờ mà có được tổ chức một cái hội chợ như năm nay. Mong muốn của cái hội chợ này là cũng rất là quảng bá cho cái sản phẩm của người dân chúng tôi làm ra. Năm nay nhà tôi cũng trồng được 200 cây đào gốc phai kép Hà Nội, thì cũng muốn là được đi giao lưu cùng anh em mà mang xuống triển lãm, và cũng đang chăm sóc là muốn thế nào mà để cây hoa là đẹp nhất mà chất lượng nhất. Đến nay, huyện Triệu Sơn có gần 150 hectare trồng đào, tập trung ở các xã Hợp Lý, Thọ Tân, Triệu Thành, Vân Sơn. Không chỉ trồng đào phai truyền thống, những năm gần đây, nhiều hộ dân đã chuyển sang trồng đào thế, đào phai kép,
cho thu nhập 1 hectare từ 500 đến 1 tỷ đồng. Để hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm cũng như quảng bá thương hiệu, phục vụ nhu cầu giao lưu, mua bán cây cảnh của người dân, bắt đầu từ năm nay, huyện Triệu Sơn sẽ tổ chức hội chợ hoa đào. Hội chợ dự kiến sẽ thu hút hơn 2.000 sản phẩm. Trong khuôn khổ hội chợ, huyện Triệu Sơn sẽ trao giải cho các sản phẩm tiêu biểu. Đây cũng là năm đầu tiên huyện Triệu Sơn tổ chức cái hội chợ với chủ đề chính là về cây hoa đào cảnh, hoa đào nghệ thuật, và cũng là dịp để đưa nghề, giới thiệu, quảng bá về nghề trồng đào cảnh, đào nghệ thuật và cây đào cảnh, cây đào nghệ thuật trên địa bàn huyện tới đông đảo khách hàng, người chơi trong và ngoài tỉnh, và cũng tiến tới để xây dựng được thành công cái thương hiệu cây đào cảnh, cây đào nghệ thuật của huyện Triệu Sơn. Cũng thông qua chương trình này thì cũng là cơ hội, là dịp để các hộ sản xuất, thì các nhà vườn có cái sự liên kết, kết hợp với nhau trong trao đổi về kinh nghiệm, về kỹ thuật trong cái quá trình sản xuất để làm sao mà đảm bảo được cái tính phát triển bền vững. Hội chợ hoa đào Triệu Sơn dự kiến diễn ra từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2 năm 2024, tức là từ ngày 10 đến ngày 26 tháng 12 âm lịch, tại mặt bằng quy hoạch khu dân cư Nam Cống Chéo, tỉnh lộ 514, thị trấn Triệu Sơn. Bản tin Thanh Hóa ngày mới xin được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa đưa ra cảnh báo việc lạm dụng thuốc kháng sinh làm giảm hiệu quả của thuốc và sinh ra vi khuẩn kháng thuốc. Điều này có thể khiến 10 triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn thế giới vào năm 2050. Theo khảo sát của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, khu vực châu Âu tại 14 nước, ở một số quốc gia, hơn 40% thuốc kháng sinh được sử dụng mà không có khuyến nghị của bác sĩ. WHO cho biết, dù kháng thuốc kháng sinh là một hiện tượng tự nhiên, nhưng sự phát triển và lây lan của siêu vi khuẩn đang tăng nhanh do tình trạng lạm dụng thuốc kháng sinh khiến việc điều trị các bệnh nhiễm trùng trở nên khó khăn hơn. WHO cảnh báo, nếu không có các biện pháp can thiệp ngay lập tức, tình trạng kháng thuốc kháng sinh có thể dẫn đến 10 triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn cầu vào giữa thế kỷ này. WHO xác định tình trạng kháng thuốc kháng sinh là một trong 10 mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe toàn cầu. Bộ Y tế vừa ban hành thông tư 30 quy định danh mục bệnh, tình trạng bệnh được khám bệnh, chữa bệnh từ xa. Thông tư có hiệu lực từ tháng 1 năm 2024. Bộ Y tế quy định có 50 bệnh, tình trạng bệnh được phép khám chữa bệnh từ xa như các bệnh béo phì, một số bệnh viêm đường hô hấp, xương khớp, nội tiết, một số bệnh thuộc nhóm bệnh thần kinh tâm thần và một số bệnh truyền nhiễm da liễu, mắt, phục hồi chức năng, tiêu hóa. Luật quy định khám bệnh chữa bệnh từ xa là hình thức khám bệnh chữa bệnh không trực tiếp tiếp xúc giữa người hành nghề và người bệnh, mà việc khám bệnh chữa bệnh được thực hiện thông qua thiết bị công nghệ thông tin. Người hành nghề phải chịu trách nhiệm về kết quả chẩn đoán bệnh, chỉ định phương pháp chữa bệnh và kê đơn thuốc của mình. Theo thống kê, có đến 75% người mắc ung thư phổi được phát hiện ở giai đoạn muộn. Điều này khiến ung thư phổi có tỷ lệ tử vong cao. Ung thư phổi thường diễn biến âm thầm ở giai đoạn đầu khi có các biểu hiện điển hình như ho khan dai dẳng, sụt cân, đau ngực, ho ra máu, thì bệnh đã ở giai đoạn muộn. Với sự phát triển của y học hiện đại, bệnh ung thư phổi có thể phát hiện sớm nếu người dân chủ động tầm soát, khám sức khỏe định kỳ. Các chuyên gia y tế cho biết, 90% nguyên nhân ung thư phổi là do hút thuốc lá. Do vậy, người trên 50 tuổi có tiền sử hút thuốc thường xuyên, tiền sử bị phổi tắc nghẽn mãn tính hay gia đình có người mắc ung thư phổi là đối tượng được khuyến khích tầm soát ung thư phổi. Để sàng lọc phát hiện sớm ung thư phổi, nhóm người có nguy cơ cao thường được chỉ định chụp CT liều thấp. Khi bệnh được phát hiện sớm, có thể được điều trị triệt căn và giảm gánh nặng chi phí. Thưa quý vị và các bạn, sau khi tiếp nhận phản ánh từ học viên và các sở giao thông vận tải về phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông cũ, đánh đố thí sinh và không sát thực tế, Cục Đường bộ Việt Nam đã điều chỉnh, nâng cấp phần mềm này. Dự kiến phần mềm mới sẽ được các cơ sở đào tạo đưa vào áp dụng sát hạch từ ngày 1 tháng 2 năm 2024. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, nhằm nâng cao chất lượng hình ảnh, giúp người học dễ quan sát, nhận diện tình huống, Cục đã điều chỉnh lại một số tình huống có ảnh mờ, độ phân giải thấp. Bên cạnh đó, Cục đã cập nhật thêm 3 tính năng bổ sung và hiển thị tên của từng tình huống trong phần mềm ôn tập nhằm giúp người học nhận biết, bổ sung các nút cho phép chuyển sang các tình huống trước sau và hiển thị thanh và cờ chấm điểm cho từng tình huống. Sáng ngày 8 tháng 1, tại trường Trung học cơ sở Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Quản lý Đường sắt Thanh Hóa phối hợp với Hội Cựu chiến binh phường Đông Thọ tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông đường sắt, ký cam kết đoạn đường ông cháu cùng chăm và phát động phong trào đường tàu, đường hoa.
trên 1.200 học sinh, giáo viên trường Trung học cơ sở Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa đã được phát tờ rơi tuyên truyền phổ biến luật giao thông đường sắt, phạm vi bảo vệ hành lang đường sắt và hướng dẫn kỹ năng khi đi qua các đường ngang, lối đi tự mở. Đây là dịp để mỗi học sinh trong nhà trường nâng cao hiểu biết, ý thức bảo vệ hành lang đường sắt, nâng cao kỹ năng đảm bảo an toàn khi lưu thông qua đường sắt. Tại buổi tuyên truyền, đại diện Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Quản lý Đường sắt Thanh Hóa đã ký bàn giao mô hình tự quản đoạn đường Ông Cháu Cùng Trăm cho Hội Cựu Chiến binh phường Đông Thọ và phát động phong trào đường tàu, đường hoa tại km 173+500 đến km 172+500. Ngay sau lễ phát động, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Quản lý Đường sắt Thanh Hóa, học sinh trường Trung học cơ sở Đông Thọ và Hội Cựu Chiến binh phường đã trồng trên 100 cây xanh và hoa hai bên đường sắt. Đây là mô hình đầu tiên được phát động xây dựng trên tuyến đường sắt qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Không chỉ làm đẹp cảnh quan đường sắt, bảo vệ môi trường, góp phần cùng ngành đường sắt cả nước xây dựng con đường hoa dài nhất Việt Nam, mà còn lan tỏa những thông điệp về đảm bảo an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành luật đường sắt trong các tầng lớp nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, dịp giáp Tết Nguyên đán, nhu cầu kiểm định phương tiện xe cơ giới thường tăng cao, dễ dẫn đến nguy cơ ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải và Cục Đăng kiểm Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa đã yêu cầu các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh duy trì các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, sắp xếp phương tiện kiểm định một cách nhanh chóng, đúng quy định, không để chủ xe phải mất thời gian chờ đợi đăng kiểm. Trung bình mỗi ngày, trung tâm đăng kiểm này tiếp nhận từ 40 đến 45 xe ô tô đến làm hồ sơ, thủ tục đăng kiểm. Trong những ngày gần đây, lượng xe đến trung tâm đã bắt đầu có dấu hiệu tăng lên. Vì vậy, bên cạnh việc chủ động bảo dưỡng sửa chữa các dây chuyền kiểm định, trung tâm đã sắp xếp phân công các đăng kiểm viên ở từng công đoạn, quy trình kiểm định một cách khoa học, bố trí cán bộ làm thêm giờ, đảm bảo thời gian kiểm định phương tiện một cách nhanh chóng, thuận tiện. Hiện nay trung tâm hoạt động với 3 dây chuyền, lượng xe hiện nay thì có tăng nhẹ nhưng không xảy ra ùn tắc, chỉ mới đạt được khoảng 50% công suất của trung tâm. Trung tâm đăng kiểm này mặc dù mới đi vào hoạt động, song trong năm 2023 đã tiếp nhận kiểm định cho gần 10.000 lượt phương tiện. Để phục vụ tốt hơn, phòng ngừa ùn tắc dịp giáp Tết Nguyên đán, ngay từ đầu năm 2024, trung tâm đã bổ sung nhân lực tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tiếp tại bộ phận văn phòng. Đồng thời, áp dụng việc đặt lịch đăng kiểm trên online, trên phần mềm ứng dụng, trang web và điện thoại nhằm giúp chủ phương tiện không phải chờ đợi lâu khi đến làm thủ tục hồ sơ kiểm định. Hiện tại, trung tâm đăng kiểm 3610D này là đang hoạt động là một dây chuyền kiểm định, và về nhân lực thì có hiện tại là có 6 đăng kiểm viên và 3 nhân viên nghiệp vụ, thì cũng phục vụ nhu cầu tối đa cho người dân vào ngày lễ Tết. Dự báo thời điểm trước và sau Tết, nhiều phương tiện đến chu kỳ kiểm định khiến lượng xe đến kiểm định tại các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ còn tiếp tục tăng. Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa đã quán triệt cho các trung tâm đăng kiểm chủ động thực hiện các giải pháp phòng ngừa hiện tượng ùn ứ đăng kiểm, bố trí thời gian làm thêm giờ, sắp xếp quy trình kiểm định tại trung tâm hợp lý để giảm thời gian chờ đợi, giải phóng xe nhanh. Thông tin tình trạng kỹ thuật của xe để chủ xe chủ động bảo dưỡng sửa chữa, phấn đấu không để xảy ra ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm. Chương trình Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.